Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay mình sẽ làm video về cái trò game Shadowfix 2. Và đây là cái cây vũ khí của mình. Một cái cây này rất là bén và xinh luôn à, rất là xịn luôn, lưỡi bén ngót. Ok, mình sẽ sử dụng cái cây này để đi chiến đấu. Ok, mình đã mò tới ải Titan rồi. Và cái ải này rất là căng và khó luôn. Để mình sử dụng cái cây này để mình quánh đây. Mình lết tới ải tới 16 luôn rồi. Dứt. Ok, cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Wow, hôm nay mình quýnh một cái cô gái ngoài hành tinh luôn rồi. Wow, quá đẹp. Cô gái này là hot girl, quá xinh đẹp luôn á cả nhà. Dứt liền. Ok, xả, chét chét. Wow, ba phát. Oh, ăn ngay luôn. Mình mơ ba phát, một cô ấy nằm xe lai tại chỗ luôn á. Rất là thú vị luôn cả nhà. Ok, một phát. Oh yeah, cô ấy đá cô ấy nằm xe lai luôn á. Quay gót hả? Quay hả bưởi? Bưởi quay gót hả bưởi? Tèn, ăn hành. Điệt chiêu của mình đã kéo máu cô ấy xuống bằng không. Và cô ấy đã nằm xả lai. Quá tuyệt vời luôn cả nhà ơi. Trận đầu tiên gọi là lấy khí thế phong độ. À, chơi gì mới có khí thế mà chiến chứ. Ok, lết qua màn số 17 luôn. Wow, anh chàng này cầm hai cái kiếm gì mà ghê vậy. Hai cái đao chứ. Bén thiệt chứ, đúng là robot luôn rồi. Quân bộ giáp, xả. Trời ơi, mới vô mà cầm xả mình thê thảm luôn á. Dứt liền, dứt liền, dứt liền. Mày, mỗi một quá tuyệt vời. Quất liền. Quay gót, một cú quay gót đã được mình đỡ. Ok, để xem cái đao mình xả 3 vòng. Ôi dạ, xả 3 vòng mới được rồi. Trời ơi, còn cái đao của anh này cũng xả 3 vòng luôn, không phải dạng vừa đâu. Wow, bữa nào lên hương sau lưng. Ây da, trời ơi, chém một phát ngay đầu mình luôn, kinh thiệt. Không ngờ là anh chàng này cây hai cái cây vũ khí này lợi hại. Xả nào, xả nào, trời ơi, xả mình không vậy ta. Nó không qua sau lưng, sau lưng, đầu lưng giúp nó đá đứt. Trời ơi, mình chưa đá đứt cái nó đá mình là thiệt tình luôn á. Đỡ liền, đúng rồi, đá đứt. Quay chân hạ bộ rồi mình còn tuyệt chiêu mà. Ây da, trời ơi, một khúc máu. Chết thằng nhỏ. Mất tuyệt chiêu luôn. Cố lên, không sao. Không sao, cái đau mình cũng bự mà. Nó, đúng rồi, cơ hội tới rồi. Đúng rồi, yeah. Hay quá cả nhà ơi, màn thắng đầu tiên. Đây là trận thứ hai. Áp sát nào. Hụt rồi, hụt rồi, sau lưng. Quất nào, đá không. Quá đẹp. Chém kìa. Mày hả bưởi, mày hả bưởi. Sao lưng. Ai trúng ai. Oh yeah, mình trúng cậu ấy rồi. Ơi anh bạn này. Xem đây, xem đây. Xả. Oh, xả 3 vòng là tới luôn á. Tới luôn á. Không. Mình tới là xả 3 vòng là vừa tới. Ai nhà là dư miếng. Trời ơi, mới sử dụng tuyệt chiêu thôi mà nó quýnh mất tuyệt chiêu mình luôn á. Không sao, máu mình vẫn đang cao hơn. Wow, mày rồi, cẩn thận, cẩn thận. Cái chỗ, mình đến, mình đến. Hụt rồi, hụt rồi, sau lưng. Que chân, trời ơi, mình que chân mà nó đá trên không. Mày hả bưởi, định lộn hả bưởi. Xả cái nè. Mày hả bưởi. Hụt. Mày hả bưởi. Quay, 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 đừng có đưa, đừng có nhào vô, nó đang chém mà. Đừng có nóng, đúng rồi. Mình còn tuyệt chiêu mà. Trời ơi, hụt nữa rồi. Cái gì vậy, hai cái hụt hết hai luôn. Bậy rồi. Bậy rồi, cẩn thận, cẩn thận. Ấy, bậy rồi. Phải chém nó mới được, chém nó. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Ok, cả nhà, nó bị nằm xé lai luôn rồi. Tèn tèn.
Ok, mình đã mò tới màn số 18 rồi cả nhà. Ồ, cái anh chàng này ngầu vậy, cầm một cái cây này giống như cây của Tại Thiên Đại Thánh vậy đó. Ồ, cái cây này rút ngắn lại được mà nắm dài ra được luôn hả? Ghê thiệt. Đúng rồi, quất sụp hú rồi, trời ơi. Mình đi xả từ trên xuống mà không ngờ là hụt. Quay, cẩn thận. Bị quơ rồi. Không sao. Lên gối liền, xả liền. Ôi, đúng là cái đòn chân đòn tay rồi, là sự mất máu nó ít hơn là cái đòn xả. May hả bưởi, nó đi kiếm. Cái đau mình chém một phát mà mất một phút máu liền. Coi nào. Bình tĩnh. Vô. Ui chà, bị giật nữa rồi. Giúp nào. Tên tèn. Ây da, trời hụt quá. Đây. Trời hụt rồi. Đã đứt á. Que chân. Ui chà, mình que nó nhảy. Ây da, bị chọt rồi. Thấy cái cây của nó dễ ngay mặt mình là hiểu rồi đó. Lên gối này. Thời nó nhảy lên mà nó còn lên gối mà nhảy. Mày hả bưởi. Nó gần chết rồi. Cố lên. Xả. Đá đứt. Oh yeah, win rồi cả nhà ơi. Ok, màn số 2. Vô nào. Mới vô mình quên mà không trúng nó nhảy đâu mà. Khi mà nó nhảy lên là nó né được cái đòn quên của mình. Ô, nó chọt ngay táo luôn. Đúng rồi. Xả. Một rồi. Sau lưng. Đó. Sau lưng. Sau lưng. Mày trời ơi, nó nhảy kìa. Cố lên. Que chân. Một rồi. Xả. Oh yeah. Anh bạn nó bị nằm xe lai. Cố lên nào, lên nào. Que chân quá đẹp. Ây da, trời ơi. Một cái gót ngay mình luôn. Công nhận là anh bạn này lợi hại tuyệt chiêu. Yeah. Quá đã. Nhạc nghe rất là thú vị luôn. Quấn như vậy rồi là rất là kịch tính và hấp dẫn cả nhà ơi. Ok. Fit cái nào. Mình đã mò tới màn số 19 rồi. Ok, lấy cái năng lượng rồi đã. Tèn. Ô, anh chàng này có một cái con mắt gọi là đeo gọi là cái thiết bị công nghệ á, xài toàn là đồ robot không à. Mới vô bay nhảy rồi. Hai cái lưỡi kiếm gọi là ngắn thôi nhưng mà hai lưỡi kiếm này rất là sắc bén luôn á. Ok, xả thôi nào. Vô. Chà, mới vô giật một phát hộp anh ta mất một chút máu. Được rồi, hãy xem đây. Xả. Quan trọng là cái xả nè. Que rồi. Mình có tiệt chiêu rồi, đá một ra nhăn ra điện luôn chứ. Mày hạ bưởi. Xả. Trời ơi, mình xả trước khi mà cậu ấy lăn tới nên hụt rồi. Bị giật luôn. Dạ mang thiệt chứ. Mày hả bưởi, hồi nó đá mình như phiên Hồng Kông luôn á cả nhà. Hãy xem bản lĩnh của HNT Channel. Chém gió cho vui thôi. Ok, chúng ta chiến nào. Cái đau của mình rất là bự luôn á. Nhìn mà mình thấy mình còn hớn mà. Còn nó cầm hai cái lưỡi rất là ngắn nhưng mà di chuyển tốc độ rất là kinh khủng. Đó. Xả. Thôi ơi. Đúng là cái chiêu số 3 này, ba chiêu kết hợp này khó xài quá. Giờ mình quan trọng là phải ăn hành cho nó cũng được chiêu và tiếp theo là xả. Xả hụt nữa rồi. Ok, lại. Oh yeah, win. Mọi người xem video đừng quên like ủng hộ mình với nha. Ok. Mình đã mò tới màn số 20 rồi vậy. Ten. Nhạc nghe rất là hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Màn thứ 20 rồi. Tiếp theo là anh chàng cầm anh chàng này sói hay là
không nhìn rõ là anh chàng này xấu hay là con chó nữa. Cầm hai cái lưỡi hái ghê quá. Ok, xả thôi. Cẩn thận nào. Chín luôn. Được. Ok, xả. Dạ, cái lưỡi, công nhận hai cái lưỡi đó nó quơ ghê thiệt. Đã đứt. Đúng là dùng lưỡi da đau thì sát thương nó cao hơn. Còn mình, cái lưỡi đau của mình quơ không trúng đó. Còn cái lưỡi của nó móc một phát, một máu mình móc một phút luôn á. Đã. Oh yeah. Ghê quá. Xả luôn. Không ngờ là anh ta đã vừa lộng mèo né được cái chiêu của mình. Chứ nào, quay lại. Trời ơi, quay lại định chém mà không ngờ là nó bay nó đạp trước rồi. Mình đã có tiền kêu rồi. Nhớ tiền kêu là nó chết. Ăn hẳn. Oh yeah. Chúng ta đã mới ghi bàn. 1-0. Ok. Anh chàng này quýnh cũng ghê gớm lắm. Vô nào. Đúng rồi. Xả. Liên tục luôn. Qua nào. Quá tuyệt vời. Mày hả bưởi. Bưởi bị giật rồi bưởi ơi. Ủa dạ, trời ơi, nó đạp ngay mặt luôn chứ. Không ngờ. Từ. À. Muốn khỏe mạnh thì phải tập thể thao. Cố lên. À, gọi là luyện kêu mà được anh chàng này quýnh là cũng ghê gớm lắm rồi. Quay lại, xả. Đúng rồi. Ây da. Phải xem cục năng lượng mà học rồi. Mày nhảy hả bưởi. Ok. Một phát nữa là anh ta chết queo rồi. Coi rồi còn có miếng máu mà cũng lớn đứng dậy luôn. Ok. À, thấy mình cầm cái đau thủ ghê chưa. Rất là thú vị luôn cả nhà. Mò tới mày thứ 21 luôn rồi. Ok. Căn này. Ủa quýnh với anh chàng này nữa hả? Chàng này mới quýnh rồi mà. Chơi luôn chứ sao giờ. Chơi cây dài quá. Hai cái lưỡi đều có thể sọt ra được. Ok. Hãy sử dụng bản lĩnh của mình. Cái đao tử thần của mình chém đây. Mày hả bưởi. Anh chàng này tên là Sinus. Quẹt. Đúng rồi, quẹt lá sân nhà. Xả qua nào. Cẩn thận. Trời ơi, cái cây đó nó chọt cũng ghê lắm. Không giỡn được. Xả nè. Ok. Nhưng cái đó. Quá tuyệt vời. Cái cuối để làm cho anh ta sẽ like luôn cả nhà. Ô, mình có tiền kêu luôn. Mới vô đã có tiền kêu rồi. Mới vô chọt mình luôn rồi. Quét. Ok. Cẩn thận. Người cái cây này rất là lợi hại luôn á. Quýnh y như là cái cây của Lâm Sung mà cầm mà sử dụng thương mà quýnh vậy đó. Trời ơi, nó quýnh mình như phim Hồng Kông luôn coi. Quýnh mà gọi là dính tường luôn á. Trời ơi, nằm xả lai luôn. Bậy rồi. Ủa mình quýnh nó lộn. Mình chọi tiền kêu lộn. Tưởng đâu mà nó quýnh mình mà ghê dữ vậy chứ. Cẩn thận nào. Mày hả bưởi. Ghê thiệt. Mình chém rồi là như phim luôn á. Đó. Máu mình hiện đang cao hơn đó. Cố lên nào cả nhà. Đá đít. Sử dụng chiêu đá đít để đấu với anh chàng này. Mày hả bưởi. Giật một phát một là nằm xe lai. Ok. Cả nhà xem video đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh HNT Channel để nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha mọi người. Ngày nào mình cũng up video hết. Mong các bạn hãy đăng ký kênh, like và share ủng hộ cho mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.